vững bước tới tương lai, tự hào cùng phát triển, xây đắp ngày mai vì một mục tiêu đưa tập đoàn SunHow trở thành thương hiệu toàn cầu. Đặt mục tiêu hướng tới đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, nhà máy SunHow quốc tế đang ngày một nâng tầm được vị thế của mình, khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các loại sản phẩm gia dụng nhà bếp. SunHow quốc tế sở hữu tất cả các năng lực tổng thể để tự chủ từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Cùng với sự bổ trợ từ hệ sinh thái sản xuất của tập đoàn SunHow, SunHow quốc tế có thể sản xuất bất kỳ sản phẩm gia dụng với chất lượng quốc tế. Toàn bộ các công đoạn như dập, cắt khuôn, hàn đáy đều được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Nhà máy SunHow quốc tế sở hữu hệ thống máy dập thủy lực từ 150 tấn đến 2.500 tấn. Máy dập trục khuỷu liên hoàn, máy cắt laser cho phép tăng năng suất và độ chính xác, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và giá thành sản phẩm. Dây chuyền sơn tĩnh điện, sơn chống dính tự động và bán tự động cho phép tối ưu thời gian và nhân lực sản xuất, đảm bảo sơn phủ chính xác đến từng chi tiết. Toàn bộ các linh kiện nhựa được sản xuất tại nhà máy bổ trợ của SunHow quốc tế. Mạch điện tử của nồi chiên không dầu, đèn LED cũng được SunHow chủ động sản xuất tại nhà máy SMT chuyên biệt. Toàn bộ linh kiện cuối cùng được tập hợp lại và lắp ráp thành phẩm. Nhà máy được trang bị đầy đủ máy móc, nhân sự, công nghệ ở các khâu, khẳng định có khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các loại sản phẩm gia dụng nhà bếp với khả năng tự chủ từ đầu vào cho đến đầu ra của sản phẩm. SunHow quốc tế coi nghiên cứu và phát triển sản phẩm là một trọng tâm cốt lõi trong tiến trình phát triển của doanh nghiệp. Đội ngũ kỹ sư thiết kế chuyên môn được quản lý và hướng dẫn bởi các chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc, không chỉ chuyên nghiệp trong thiết kế sản phẩm mà còn am hiểu về cấu trúc và quy trình sản xuất. Tất cả các quy trình từ thiết kế tới thành phẩm đều được thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng hoàn hảo. Các tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng đáng tin cậy được sử dụng và thực hiện đồng bộ trong quá trình sản xuất như SQC, IQC, IPQC để đảm bảo chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt nhất. Bởi vậy, SunHow quốc tế sở hữu các chứng chỉ chất lượng quốc tế uy tín như ISO 9001, ISO 14001, UL, ROHS, FDA Hoa Kỳ, NSF, Intertech. Đây là nơi sản xuất ra hàng triệu thiết bị gia dụng nhà bếp thiết yếu mỗi năm như nồi chiên không dầu, máy trộn bột, các sản phẩm chiếu sáng như đèn LED panel, đèn LED UFO. Thị trường lớn nhất mà SunHow quốc tế đang tập trung là Mỹ với hàng triệu sản phẩm xuất khẩu mỗi năm. Ngoài ra, sản phẩm của nhà máy SunHow quốc tế còn hiện hữu tại hơn 20 quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Mexico. Vị trí thuận tiện, rất gần với các cảng biển chính, đường cao tốc Hải Phòng-Hà Nội cũng là một trong các ưu điểm lớn của nhà máy SunHow quốc tế, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí vận chuyển để xuất khẩu hay tới các kho bãi của khách hàng. Lấy chất lượng và năng lực làm tiền đề cho sự hợp tác với các khách hàng, đối tác, nhà máy SunHow quốc tế không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cấp quy mô sản xuất cũng như tăng năng suất lao động, cùng hệ sinh thái các nhà máy SunHow cùng hướng tới mục tiêu đưa SunHow trở thành thương hiệu toàn cầu.